nay Nấm Bi cùng với lại ba Khương Dừa và dàn chị em bạn gì đi ăn cơm trưa. Giật điện thoại. Ba Khương Dừa nói là Nấm Bi sẽ bị giật điện thoại. Không hề luôn. Và đồ ăn ở đây thì cũng khá là ngon. Ba Khương Dừa sẽ review, còn hôm nay Nấm Bi sẽ không review mà chỉ quay lung tung vậy thôi. Hôm nay thì nắng lắm. Ai cũng đi bộ, đi khoảng đến gần một cây số mới đến được cái chỗ ăn ý. Rất là xa. Tại quanh công ty thì đều ăn mà ngán lắm rồi, không ăn nhiều nữa. Bây giờ sẽ chuẩn bị đến đây có chị gái người Úc này. Lại quay cái mông ảnh rồi mấy mẫu. Dạ. Đây, hôm nay Nấm Bi đã đến một nơi gần ngay công ty. Và đây chính là món bò trứng kèm với lại bánh mì và rau đi cùng với chị Võ Hạ Trinh. Đây, ai cũng hỏi chị Võ Hạ Trinh ở kênh của Nấm Bi đây. Chị đã từ bỏ showbiz. Chị không muốn dính vào showbiz nữa. Tại vì chị quá người, chị quá người. Sắp tới xong show chị sẽ làm lại. Chứ giờ lười quá à. Làm xong rồi buồn ngủ quá, không muốn quay gì nữa. Trời ơi. Đây giờ Nấm Bi quay gì cho chị đi. Nấm Bi quay gì chung chị đi. Được, hát tiếp, em cứ hát drama, còn chị thì hát hay. Ok, chị chỉ cần nói thôi là Nấm Bi sẽ quay cùng với chị luôn. Ok, ủa Nấm Bi có bị quay ngược không vậy? Không ạ. Đó, đây là những biên tập viên xuất sắc của ba Khương Dừa đấy nha. Làm chương trình Giọng Hải Giọng Ai này. Và sắp tới có Phản Ứng Bất Ngờ, mọi người nhớ coi nhá. Ngày mùng 10 tháng 4 đúng không chị? Rất là hay, mà cười, cười chết luôn. Ở trong kia là ba Khương Dừa. Đó, bên trong là những biên tập viên con gái Thi Ngân này. Đó, ba Khương Dừa đã lộ diện rồi. Ở đây chính là địa chỉ của nơi bán bò bít tết này, rất là hấp dẫn. Rồi Thi Ngân đang nhìn ra đây với một ánh mắt căm thù. Sao lâu quá giờ? Đây. Em cũng ngán quá à. Ý là cũng ngán, không muốn ăn á. Nhiều thịt cá cũng được. Chị chào mèo. Giống chị Hằng đấy nhỉ? Chị Hằng. Bật phát mẹ nữ đi không? Em thiệt, không nhìn thấy cái gì nhưng mà chỉ cần điệu đi và cái tóc của chị Thi Ngân thôi. Mày quay nè. Mày quay nè. Mày quay. Dạ không phải của em ạ, phô mai là của đây, anh Thắng. Trứng không? Con mà quay trứng thịt bò. À của chị cả. Camera. Ngồi trang quay trang sao bò làm trứng. Thế hả? Quay đi bên trai hả? Dễ thương. Phần bò. Chị gái người Úc đây. Mọi người đừng để ý cái móng của chị nha. Mình nói nhỏ thôi. Đấy. Quay quay góc bên kia. Chị dễ thương lắm mọi người. Nhưng mà khủng khủng lên thì cũng ghê lắm nha. Mũi cao nè. Thôi đi bà nội đừng có gì mà. Đá hơi vồ tí thôi. Miệng. Quay cùng bên góc không? Chị Trinh đã động trúng tim em của chị Trinh. Của cái nhà phần này của chị Trang. Ước gì mọi người được coi và ba tê đầu mới của anh Thắng. Ở đây tầm một hội. Anh Thắng là trưởng phòng biên tập đó mọi người. Rất dễ thương. Tự nhiên đi cắt cái đầu chị. Cắt đầu hết nhiêu anh? Cắt chục. 80 cái đầu đấy. Cái nón hơn 850. Trời ơi, em nói thật nó đấy hiệu gì vậy? New Era. New Era à? Ui giời ơi, cắt đầu 80 mà mua hết 850 cái nón. Má này nhắn tin cái nó đẩy cái mất hết bên. Mình không biết cắt sao luôn. Vậy thì á, em nói thiệt nha. Thà anh đưa 80 em cắt cho anh còn đẹp hơn á. Đỡ phải mua cái nón. Có gì muốn nói không? Sao vậy? Quay góc này xấu lắm. Mọi người thấy chưa? Tất cả vì sắc đẹp mà. Quay góc này xấu. Không cần nhìn mặt chị em luôn. Làm cái trò gì á? Đây, hôm nay là Nấm Bi sẽ xuất hiện này. Bây giờ Nấm Bi sẽ xuất hiện. Nóng nó. Mọi người có thấy đấy, đúng là móm thật mà, góc nào cũng móm, bây giờ chị cũng biết đâu. Mấy cái người già mà người ta móm á. Góc này đẹp đó, mình thích góc. Góc mặt bên phải. Chị có biết không?
là cái mà người ta móm xong người ta ăn cứ như vậy nè. Đấy, chị ăn thử đâu, ăn thử luôn. Chị Trinh chị Trinh có đúng không, mấy cái người mà người ta móm á thì người ta ăn như vậy này, không người ta ăn như vậy. Đúng không, y như vậy luôn. Không, đây là clip clip gì ạ? Vừa là good food và là vừa là comedy. Comedy là gì? Comedy hài. Chị gái người Úc của mình rất là thông thạo nhiều thứ tiếng mọi người. Trừ tiếng Anh ra tiếng gì chị cũng biết, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Tạng rồi này kia biết hết. Đó, tuyệt vời không? Tự bia. Tự bia à? Em đang giới thiệu chị đó. Hôm nay Nấm Bi đã cắt một quả tóc mới. Đó. Cũng tươi trẻ hơn, tại mọi người nói là Thi Ngân thì 19 tuổi mà mình như 20 tuổi vậy. Thi Ngân ăn đi, em review cho Thi Ngân nè. Ôi nhưng mà phần của chị chưa có ra. Ăn phần của em đi, em ngán quá. Sao ngán? Thế nào muốn ăn, cho em một ly đi. Ly này. Mặc một chiếc váy xinh. Này ăn là phải uống bia nha mọi người. Chi. Chi. 2, 3, vô. Hôm nay lại là một ngày. Hả? Ừ. Ví dụ như người đẹp thì nó vẫn ok, còn người xấu thì nó sẽ giảm chất lượng đi. Kiểu vậy, mình đẹp thì mình không có sợ. Đấy. Đây là chị gái vừa nãy nói, chị gái gì nhỉ, quên rồi. Chị gái gì quên rồi, chị bật lại video em nói là chị gái người gì rồi. Không phải người nào. Không. Không. Vừa nãy em nói người gì á. Người gì ở Việt Nam luôn mà bị bắt nè. Cái gì chung, cái gì từ stop here. Đấy, đây là chị gái người Hà Lan. Chị có thể nói được tất cả các thứ tiếng mà mọi người thấy không, mặc dù người Hà Lan nhưng mà gốc là gốc Philip, rất là giống rất là giống người Philippines luôn. Và chị có thể nói được tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Philippines. Đó đây phải lai. Chị Võ Hạ Trinh có nói là người Philippines là phải là người lai. Còn đây à, bé Bi là lên nhiều clip của em rồi đúng không? Yeah. Người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc gốc. Gốc Hàn Quốc nhưng mà lai Campuchia. Là hai nét đẹp. Không, cái mắt thì giống Hàn Quốc. Mắt em phải giống Châu Phi. Phải tất luôn, tất nét đẹp luôn nè, như nè Hà Lan lai gì? Lai Philippines thì có mái tóc và làn da của Philippines. Khuôn mặt cũng rất là giống. Vậy là làn da đen hả? Chị tự nhận hay không, da đen nhưng mà rất là khỏe. Đó, da đen khỏe, bóng đẹp. Ờ, thì có da đen. Anh nâu hả? Đen, cái áo mới đen. Mặc dù là chị gái mình nhưng mà mình chưa hiểu bản chất người chị gái này. Mọi người thông cảm, lần sau sẽ... Cái gì, nói cái gì? Nói gì vậy? Chửi gì vậy? Anh vừa nói cái câu M.A. cho em nghe nè. Còn chị Trinh, sao chị có thể bán đứng anh em vậy? Sao? Ôi, bây giờ mình mới ăn nè, tại hôm nay dạo này ăn thịt cá nhiều quá nên là không có muốn ăn nhiều nữa. Đây là miếng bít tết. Nhưng một miếng của chị gái thì không được. Được, chị có muốn ăn không, em cho chị nè. Chị là dính vô đây này, miếng nè. Được nè, có sao đâu chị. Nè. Đây. Ồ. Tại vì nó bây giờ có người quay nên là rất là cực trong cái việc đặt máy, rất là khó khăn. Gia nhập vậy à? Xinh quá à, chị gái có nét đi. Nó áp với xinh á, trong ảnh nó hơi bị nở. Đây, cả mọi người đang ăn bữa trưa. Sao ngon này quá vậy? Đây là dĩa nuôi xào của bạn Yến. Nó tự làm cái này luôn. Nói câu gì đó vô cả nhà, nói câu gì chắc chắc rồi. Siêu ngon. Vậy hay hả? Siêu ngon. Đây. Đến mình
Nấm bi à? Nấm bi không biết nói gì hết, nấm bi chuồn xe tử nữa. Muốn no thì lo vào bếp. Cá cũng ngon đó. Dạ ngon. Cái kia là không có phần mềm, cái này có phần mềm nè. Đúng rồi, cái này có phần mềm là ăn còn. Có thấy ngon không thì tất nhiên chị trả lời ngon rồi, ba phải hỏi. Cái này ăn sao? Thấy tao đúng rồi, phải hỏi mấy sao. Con này sao? Con thấy ngon. Dễ thương. Mình sẽ cho một chút cái này vào. Ở đây được rất là nhiều người đến ăn. Không sao chị ạ, giờ em chán đồ ăn rồi. Dạ. Đã biết là đi quay nên mặc đồ đen đấy ạ, cho khỏi dơ. Dạ dạ, mặc đồ đen cho sang trọng, tranh xả. Ngon ngon. Em nói cái của em nè. Ngon. Đây của chị Hà ăn một phần rau. Nhiều lắm. Ui, xào bò rất là ngon. Còn một nấm bi là đây. À, bên đất nước của mình á cũng ăn cái này nhưng mà bên đất nước của mình á cũng ăn nuôi xào bò giống vậy. Hà Lan. Nhưng mà em này là bò Việt Nam. À bò Việt Nam. Nó chỉ khác vậy thôi. Đây thì một xíu nữa mọi người sẽ biết vì sao chúng mình là chị em trong một nhà nha. Bây giờ phải ăn đã rồi tí nữa cho mọi người biết sau. Và đây, bây giờ thì ba con dừa đã quay xong, mình sẽ bật mí. Tại sao là chúng mình là ở trong một gia đình? Đây, thì ba con dừa mua cho mỗi chị em một cái nhẫn như thế này. Đấy. Có luôn. Đây, của chị đâu? Của chị người Hà Lan đâu? Này không phải anh Phương mua. Đây. Đúng không? Đấy, ba con dừa mua cho mỗi đứa một cái này làm của hồi môn. Nhưng mà hôm rồi ba Khương Dừa có gả cho anh Tâm xe ôm nhưng mà và nói là nếu mà sinh được 10 đứa thì ba Khương Dừa mua cho 10 cái xe ôm để cho anh Tâm và Nấm Bi đi lái xe ôm. Còn của chị gái người Úc đâu? Đó, đây, chị gái người Úc cũng có một cái. Đó. Và chị gái người Hà Lan cũng có một cái. Đó, rất là giống nhau, chơi cái tay. Chị để vậy thôi được không? Chị để vậy. Dễ thương. Toàn người dễ thương thôi. Đúng gì đâu không? Đó. Rất là ấy, tình cảm chị em rất là khăng khít. Nhưng mà người chị này mới tách ra khỏi dàn chị em rồi vì làm mất nhẫn. Làm mất lời thề. Cắt máu ăn thề rồi. Nhạc. Đừng có nói nữa, kệ người ta vô duyên. Người ta nhạt người ta biết rồi mà, tại không có tương tác lắm. Ừ, quăng miếng coi. Chị có cái này nguyên thảo 2, cái này nguyên thảo 1 là 10 năm, mười mấy năm ở bên ngay chỗ thương em. Nên là một quà. Chị có 2 cái hả? Dạo này chán rồi, không muốn quay nữa. Thiệt luôn á, không muốn quăng miếng gì. Không ra bài bản gì hết á. Đợi đợi ba Khương Dừa xíu, ba Khương Dừa chào mọi người cái Nấm Bi tóc. Ơi, và đây chỉ là một clip rất for fun thôi. Mọi người thông cảm nha, tại cũng chẳng có gì. Hôm nay rất là mệt, hôm qua quay cả ngày luôn. Ngày chân không đứng nổi. Ba con dừa hôm qua phải đi quay cả ngày. Trời nắng, quay hẳn 6 số lận nữa. Rất là, mọi người nhớ coi cái gì? Chí Khôn Của Ta Đây. Phát sóng vào thứ tư và thứ bảy, và chủ nhật à? Thứ tư và chủ nhật hàng tuần. À, thứ tư và thứ bảy hàng tuần nha mọi người. Đón xem lại tập 6 nha mọi người. Tập của chị gái người Úc nhảy bay bướm dạ, bướm mặt vào xung quê. Nếu có ai hỗ trợ sẽ chỉ cái gì nha. Dạ, bye bye mọi người nha, mọi người trong video clip sau.